Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trưa hôm nay, Phương Nga xin các anh chị và các bạn đi tham quan một vòng ở khu vực quận Bình Thạnh, khúc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và hiện tại thì Nga đang chuẩn bị đi đến khu vực của Sài Gòn Bơ để hưởng thức một cái món lẩu Hồng Kông. Và trên đường đi thì mình cũng ghi nhận vài quan cảnh, và xe của mình đang chạy trên khúc mà đường chuẩn bị tiến ra đoạn đường mà D2D3, cái khu vực của quận Bình Thạnh tiếp giáp với khu vực Thanh Ba. Khu vực quận Bình Thạnh, đoạn mà tiếp giáp với Thanh Ba mà ra khu vực Văn Thánh. Nếu như những ai đã từng ở khu vực này và lâu năm trở lại đây thì mọi người sẽ thấy là khu vực này sẽ khác xưa rất nhiều, đến nỗi mà chính bản thân mình là người dân ở Sài Gòn mà mình còn không nhận ra được. Nếu như những người mà đã từng ở đây và đã đi định cư ở nước ngoài, hoặc là các anh chị đi đâu đó làm việc khoảng tầm khoảng 10 năm trở lại, và khi anh chị mà trở lại khu vực này thì các anh chị sẽ hoàn toàn bỡ ngỡ, vì đường xá ở khu vực này nó hoàn toàn là thay đổi hết hẳn, từ đường xá cho đến những nhà cửa, rồi quan cảnh những cái tòa building hiện đại nữa. Thật sự ra nếu như so ra thì khu vực Thanh Ba, và đặc biệt là khu vực giáp thuộc Thanh Ba, khu vực Bình Thạnh này, nó đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước kia.
và trước mặt mọi người đấy là khu vực của Sài Gòn Bơ, và Nga đang thẳng tiến cả khu vực Sài Gòn Bơ này để mà chuẩn bị dùng bữa trưa với những người bạn đồng nghiệp mới tại nơi đây. Và nếu các anh chị và các bạn muốn biết Sài Gòn Bơ như thế nào thì các anh chị và các bạn có thể lên YouTube mà coi thêm hình ảnh của Sài Gòn Bơ. Đây là một trong những building mà gọi là cũng được hình thành gần đây và cũng được nhiều người dân ở Sài Gòn hay đến đây vui chơi vào dịp cuối tuần. Trước mặt các anh chị và các bạn đó là hình ảnh của Landmark, và mình đang đi vào khu vực Sài Gòn Bơ để mà mình thưởng thức món lẩu Hồng Kông, và đây là món lẩu chai Cancun.